là trời, mấy ông mấy bà coi nè, kết quả của ngài quốc hai ly trà sữa với ăn đồ cay mà cơ địa da dầu nữa, mụn nổi lên lần mấy cục phải không đó. Ai mà bị mụn thì đừng có đè nặng giùm tôi cái nha, mua ngay cái bộ đôi sữa rửa mặt với chống mụn của nhà Daily Express này về xài liền cho tôi. Trước tiên là phải làm sạch da nha. Em sữa rửa mặt này là chân ái của da dầu mụn luôn, làm sạch da hơi bị đỉnh, còn giúp giảm viêm, giảm sưng cho da nào đang bị mụn hay bị kích ứng nữa. Độ pH 5.5 nên cân bằng độ ẩm chứ không có làm khô da đâu. Rồi, da sạch rồi thì đến khúc quan trọng nè. Dùng em kem chấm mụn này chấm lên mấy nốt mụn đáng ghét cho tôi. Bao bì xanh lá là thấy xa lắm mấy cục mụn liền rồi đó. Chiếc số 9 là từ khổ qua rừng và rau thiết cá. Rồi thêm các thành phần thiên nhiên khác như là lô hội, trà xanh, pH A, AA v.v. khá là tốt nha. Dùng mỗi ngày 2 lần sau khi làm sạch da nha mấy bà. Chỉ cần chấm lên mấy nốt mụn như thế này thì sẽ giúp mụn nhanh khô, nhanh gom còi mụn hơn, kháng viêm, giảm sưng và làm mờ thâm nhanh lắm luôn ấy. Mụn đeo sưng viêm mà đè nặng là đau lắm, lại còn tái đi tái lại. Bởi vậy dùng em này liền đi, hết dứt điểm mà còn không tái lại luôn đấy. Đây, dùng 2-3 hôm là thấy đỡ hẳn, hết mụn là lại sinh ngay. Mua ngay về dùng để xa lắm mấy cục mụn đáng ghét như nào. Kết quả nhanh hay chậm tùy vào từng tình trạng da nha mấy bà. Thì vậy đó, mày thấy xài mỹ phẩm tao không à, ngày nào cũng sức khủ kem này chứ. Trời trời, cái da mà nó bóng dữ lắm luôn kìa, bóng hơn da ổng gấp mấy lần á. Ổng á là xài cái bộ trắng xanh này nè, là dành cho da mụn thâm, mụn ẩn, mụn đồ đen, mụn bọc, mụn mủ, tất cả các loại mụn luôn. Sáng trắng, chiều xanh, tối xuất cao bưởi là da hết mụn luôn á. Lúc trước da ổng mụn lắm. Còn chị á là chị xài cái bộ này nè, trắng tím, nám tàn nhang, đồi mồi, căng bóng da, trẻ hóa da, với lại là làm cho da trắng sáng luôn. Đi ra đường là bây giờ sức một hũ kem phay này thôi, không cần phải đánh phấn trang điểm gì hết nè, căng bóng da không. Ê, da chị đập phẩm mình thấy nó nám nhưng mà bây giờ đẹp dữ lắm, nó bóng dữ lắm, bóng luôn. Thì chị sức cái bộ kem phay này cũng 3 năm trời rồi. Ê, cái hũ cao bưởi là cái hũ gì vậy ta? Ê, cái cao bưởi này nè ha, mới tặng kèm nè, cái cao bưởi này mới quyết định cái làn da nè. Ta nói nghe, sức cái này vô ha, nó căng bóng da của mình luôn ha. Ê, nó cao đậm đặc dữ rồi ta. Ồ, cái cao bưởi này ha, nó căng bóng da của mình ha, đẹp lên từng ngày luôn, sức là qua đêm là bắt đầu là nó căng bóng rồi. Vậy là bây giờ là nám là xài bộ nào, mụn xài bộ nào nè? Nám là... Đạt nói á, mọi người không có tin, nhưng mà để khách Đạt nói á, mọi người mới tin, đúng không? Trời ơi, xài mà sản phẩm mà không hợp da rồi ha, mụn tái đi tới lại hoài à, tại vì mụn đâu có phải dễ xử lý đâu. Nhưng mà để xài được một cái combo mà xử lý mụn nó hợp da rồi nha, cái da hết mụn là cực kỳ đẹp luôn, trắng mịn mà sạch mụn giống như da Đạt vậy nè, giống như bạn này vậy nè. Cái combo này Đạt bán là dành cho bạn nào mà bị mụn ẩn nè, mụn bọc nè, mụn viêm nè, mụn mủ nè, là xài cái combo kem mụn này của bên Đạt là cái làn da đẹp mà hết mụn, sạch mụn, cái da trộm vía vô lắm luôn á. Đặc biệt đây là cái dòng kem nó có hỗ trợ dưỡng da cho mọi người nè, không nén mụn nha, tự đẩy nhân, tự gom còi mụn luôn. Cho nên bạn nào mà có muốn xài một cái combo mụn mà tiết kiệm chi phí á thì ghi liền cho Đạt cái bộ này nha. Đây nè, da của con bé em của em cách đây vài tháng trước á, thì tại bây giờ da rất là ok luôn, do xài kem rau má cho mọi người xem nè. Da của nó hiện tại nè, xuất sắc chưa, nó không những mà nó hết mụn mà nó còn trắng nữa đó. Rồi lý do tại sao mà em chọn kem mụn vậy? Trời ơi, em yên tâm lắm, tại vì nó có phiếu. Đâu? Trời ơi, xuất sắc. Nè, cái chất kem nó màu vàng nha, nhưng mà sau một thời gian em sử dụng á, nó mát, nó thấm rất là nhanh, nó không có bị vàng da đâu, rất là ok. Nên mọi người ơi, gần Tết thì á thì mình nên lựa chọn cái này nha, để mình còn đi chơi Tết với bạn bè nữa. Không mà công nhận thiệt luôn á, mấy đứa em tôi ha, từ đứa em gái cho đứa em trai ha, đứa nào cũng hết mụn luôn á, trời, xuất sắc thiệt chứ. Có một sự thật là chỉ cần làn da đủ ẩm và hạn chế vấn đề về mụn thì trong mình sẽ tươi tắn và có sức sống hơn hẳn. Là nửa bên mặt thì đã thoa kem phay vào mỗi buổi sáng nè, trộm vía từ ngày giảm mụn thì dưỡng da cũng có hiệu quả hơn hẳn. Vì với tính chất công việc là ngồi livestream tư vấn đến khuya hầu như là mỗi ngày, nên là da thì sẽ bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề, đó là bị mụn. Nhưng mà ở cái độ tuổi này thì mình đã hiểu làn da của mình cần gì và dùng gì, nên mụn cũng chỉ lai ra một vài nốt chứ không có nhiều như hồi xưa nữa. Và em này hầu như thì đã quay rất là nhiều trên TikTok rồi, có lẽ nhiều bạn cũng đã quen thuộc, đó là serum mụn Diếp Cá. Nhìn nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ một lọ này dùng được lâu lắm ý. Rồi thì nhớ lại cái khoảng mà cuối năm ngoái có một cái giai đoạn mà Thi bị dưỡng nước lạ và lên mụn rất là nhiều, nhờ kiên trì bôi thoa mỗi tối kết hợp với lại lấy những mụn đó là da cũng đỡ dần dần sau từng tuần. Thi sẽ để cho mọi người một vài cái video theo từng giai đoạn cho mọi người xem ha. Chiết xuất từ cao với cái đậm đặc sẽ giúp hỗ trợ khô còi mụn, đẩy mụn và giúp hỗ trợ trị mụn bọc, mụn mẩn, mụn viêm. Ngoài cách dùng bôi toàn mặt thì các bạn có thể chấm mụn khi cần vẫn được lưu ý. Thi đã xài đến lọ thứ 3 rồi nè, rất là lành tính luôn. Đây là bảo bối của tôi mỗi khi tới tháng đó nha. Cho anh em nào bị mụn mà lười đi spa giống mình, chuyện là đợt vừa rồi công ty mình tự nhiên đầy việc nên mình hay thức khuya làm cùng mọi người. Combo thức khuya kèm mì gói là mụn nó tăng đột biến lên mặt của mình. Mọi người thì kêu mình đi spa đi nhưng mà mình lười quá nên là thôi, trung thành với cái combo ti tết này. Ráng chịu khó một xíu rồi thì cũng hết như lúc trước thôi. Lần này thì mình có kinh nghiệm rồi, cứ rửa tay rửa mặt thật sạch rồi một ngày 2 lần sử dụng song song serum và chấm mụn. Anh em nào mà có đang sử dụng các sản phẩm mụn khác á, thì ngưng một tuần rồi hãy xài combo này nha. Chịu khó kiên trì vài tuần là cải thiện hẳn. À mà nó còn hỗ trợ làm mờ thâm nữa, tiết kiệm được thêm chi phí này là mình mới bày tỏ cái lòng trung thành với combo này. Anh em nhấp vào giỏ hàng lấy về trải nghiệm đi nha, tự mình chăm sóc cho mặt cũng thú vị lắm á.
được mụn to vậy? Anh biết rồi. Làm sao đánh làm nó đẹp được? Nó lỡ nằm ở trên đấy rồi thì thế tôi chưa biết sao được. Thôi thì đánh luôn nha. 4 to 6 days later. Mà bánh anh có đem miếng mụn dán mụn da nè. Dán đi mà dán nó ngảo ra, anh làm gì có mụn mà dán. Không chứ còn một cái mụn tao đụng nay đâu mất tiêu hết trơn rồi. Mụn nào ở đâu? Bằng chứng đâu? Anh ai làm chứng? Anh làm chứng. Mụn đâu mà mụn? Không chứ có một cục mụn rất là to. Em không biết, anh lại nhầm với người khác rồi, không phải em. Rồi. Cái này mà xài cái gì đúng không? Mà xài gì mày mới hốc hết mụn đúng không? Em thử bọn nó đi lên trên TikTok ấy. Oh. Xami này. Nó kia kiểu là cái serum á. Ờ. Tóm lại là serum giảm mụn. Sáng bôi một lần, tối bôi một lần. Rửa mặt xong bôi, chấm vào mấy cái điểm. Ẩn, mụn cám, mụn đầu đen, mụn viêm, mụn trứng cá, mụn chỗ nào chấm vô chỗ đó. Mọi người sử dụng serum mụn này, mọi người bên trong mọi người hỏi là có nên sử dụng serum mụn trước hay là nên đi lấy nhân mụn trước? Khuyên thật tình mọi người là nên sử dụng serum mụn này trước để coi nó gom cái nhân mụn lại rồi, xong sau đó mình đi lấy nhân mụn thì nó sẽ hạn chế về vấn đề là vết thâm nè, rồi nó hạn chế về vấn đề là hạn chế về thâm mụn nè, rồi nó sẽ trồi cái đầu mụn lên, mọi người sẽ dễ lấy nhân mụn hơn. Còn tránh cái vấn đề là mọi người lấy nhân mụn trước thì như vậy là da của mình dễ để lại vết thâm và dễ bị dập mô lắm mọi người nha. Còn khi xài em này thì nhân mụn nó trồi lên mình lấy rất là nhẹ nhàng luôn, cứ mụn đâu chấm đó. Đây là một cái sản phẩm dường như là trăm like nào cũng kiểu giống như là ít nói nhưng mà bán được nhiều nhất. Bây giờ cái lượt bán nó tăng lên mỗi ngày nó rất là khủng mọi người. 26.000 lượt bán rồi. 26.000 lượt bán rồi, nó nhảy bà cố luôn. Mấy bà cứ có mụn đâu là chấm đó. Còn không thì mọi người có thể vô đọc ngay phần đánh giá đó để xem những khách hàng mua rồi họ cho nhận định như thế nào về em serum mụn này. Lành tính, an toàn, tuổi dậy thì trở lên là mọi người xài được, khoảng tầm 12 tuổi trở lên là xài được rồi ha. Rồi bạn nào bầu bí trong giai đoạn bầu mà nội tiết tố của mình thay đổi bị lên mụn nhiều thì mọi người xài em này cũng an toàn luôn. Mấy bà hay hỏi tôi á, sao mà da đẹp vậy, trời ơi không có mụn luôn. Trời ơi, vậy là mấy bà không biết da của tôi lúc trước rồi, toàn là mụn không thôi. Nhưng mà bây giờ khác rồi nha, da vừa căng bóng mà không có mụn nữa. Cũng nhờ vào em serum mụn K93 này nè. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ lợi hại lắm á. Em này dùng được cho mọi loại da, da khô, da thường, da xỉn màu. Mùi em này khá là dễ chịu, không có bị hắt đâu. Có chứa tinh chất hương thảo, cam thảo và trà xanh, hỗ trợ kiểm soát lỗ chân lông, kiểm soát dầu và làm dịu da nữa nè. Em này thành phần thiên nhiên nên là rất là an toàn luôn, không có sưng đỏ hay là bong tróc da đâu nha. Mọi người sử dụng sáng và tối sau khi làm sạch da dùng 1 đến 2 giọt là ok. Một làn da láng mịn và trắng sáng ai mà không mê đúng nè. Vậy thì mọi người nên tham khảo cái em này nha.